Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện theo cái thử thích của bạn, đó chính là nhặt được Tommy Gun hoặc Vector. Thì mình sẽ sử dụng một trong hai cây đấy và cover theo là khẩu K98 hoặc là SKS. Ok, và mình sẽ nhảy vào biệt thự. Vâng, auto vào đây. Có rất nhiều bạn hay thắc mắc không biết K98 rất ở đâu. Thì các bạn cứ nhảy vào đây đi, auto có K98. Vâng, nhiều lắm thì cũng tầm 2-3 cây. Khu này nó phải gọi là mắc giàu về sniper rồi. À, có người đi cùng. Ok, tuyệt vời đấy. Vâng, lại soi người đi cùng lại rớt nhầm chỗ rồi. Một bé này, ui dồi ôi, cắm mặt vào như con thiêu thân vậy. Còn một thằng bên này nữa. Ây da, không có súng đó hả? Thì là khó, chạy tận vào đây rồi vẫn không có súng. Nhặt được mỗi cái mũ với ba lô. Ok, chắc là hết rồi. Bây giờ công việc tiếp theo là đi loot thôi. Có người đi nhặt cùng. Cho nó nhặt đi. Ui dồi ôi, cái tâm của Tommy Gun khó bắn quá anh em ạ. Cái này phải cần có sự luyện tập. Nhìn này. Úi chạy kìa. Ok, thế nhiên rút qua thính rồi. Không thể để cho nó lấy thính một cách dễ dàng như vậy được. Phải tăng độ khó cho game chứ. Chơi đơn giản như thế thì làm sao mà chơi. Úi dồi ôi, bình tĩnh. Căng nha. À chạy. Bố mày xấy nổ xe luôn. Ui dồi ôi, có người đến nhập cuộc này. Ơ sao lại đi qua vậy? À con lợn này bỏ chạy này. Chạy bằng mắt nha cưng. Ui dồi. Thanh niên. Ủa Hàn Quốc à? Hình như mình nhìn thấy tiếng Hàn Quốc thì phải. Căng nha. Con nhặt thính xong bỏ chạy. MK14. Thôi, những cái khẩu đấy thì mình cũng không ham. Thằng kia đứng trên đấy bắn cái gì đấy? Đâu ta? Nhìn này, ơ kìa. Mít rồi. Ok, ui trời ơi. Đạn rơi một tí, phải kê trên đầu nó một tẹo thì mới ăn được. Lên xác thằng kia xem có đồ gì nào. Chắc cũng không có đồ đâu. Xe mình bị hư lốp rồi. Con lợn này nó phá xe mình. Quái cả trường. Cái gì đây? Dừng lại làm gì đấy? Xuống xe đi bạn ơi. Xuống xe đi. Ơ kìa, vẫn không xuống xe. Chạy luôn. Ok fine. Bắt đầu đảo rồi. Vâng, xe khó đảo lắm bạn ơi.
Ngã dập mồm bây giờ. Úi dồi ôi. Mãi cả lái xe. Ok. Úi dồi ôi. Lái xe như thế thì bắn có lòi mắt ra cũng không trúng đâu. Chả con khỉ gì. Tommy gun hết đạn rồi. Lái xe đây làm gì vậy? Cam mình à? Nani? Ơ kìa. Nó vẫn ngồi trong xe. Ui trời ơi. Này thì ngồi với chúng tôi này. Headshot luôn cho nó chất. Tuy nhiên chả biết nghĩ gì. Lái xe lên đỉnh núi cho ngồi trong đấy. Chắc là thanh niên đang thi triển kỹ năng ẩn thân chi thuật. Nhưng không may là bị phát hiện. Có rất nhiều đứa nó hay ngồi trong xe lắm nhá. Các bạn bắn xe vào chi này các bạn cứ để ý thôi. Kiểu gì cũng có thằng ngồi trong xe. Chả biết cái kỹ năng đấy thì nó sẽ lừa tình được ai chứ. Mình thì khó lắm. Bây giờ mình khôn rồi. Không như hồi trước nữa đâu. Không thể bỏ sót những chiếc xe nào mà đứng yên một cách kỳ lạ được. Trời ơi, combo M4 Win 94. Hay đấy. Rồi, thính đôi ngay trên đầu. Căng nha. Quả này sẽ có giao tranh lớn ở đây. Định mệnh lắm boss thế nhỉ. Ui, boss gì nhiều đồ vậy? Mini 8X dập 3. Thằng này chắc chắn là không phải boss rồi. Boss mà làm gì có nhiều đồ như vậy được. Mình sẽ tranh thủ đá qua cái thính xem có cái gì. Và bắt đầu cam thính thôi. Cái gì đấy? Làm gì căng nhỉ? Ui dồi ôi. Đâm tao là một sai lầm nha. Ui, vãi. Bắn nổ xe luôn. Ok, yếu rồi. Đẩy thôi. Ý, tự nhiên ngồi một cục này vãi nồi. Ngồi này bị động lắm.
Sao lại có thể ngồi như thế này được nhở? Thế là thanh niên sợ quá. Khổ. Đi nhập thính mà sợ bị bắn. Thế thì thôi đừng có nhặt. Có tiếng ca sai lần này. Headshot. Ui rồi. Cái phát ca nó dễ bắn lắm cơ. Vâng, ở phiên bản PUBG Mobile này thì nó cũng có một số thành phần sợ sệt các kiểu, nhưng cũng có một số thành phần cực kỳ là hổ báo nhá. Mũ 2, mũ 3 không quan trọng. Quan trọng là thần thái thôi. Đấy, thì nó cứ giơ đầu cho mình bắn thôi à. À, căng vậy. Đâu rồi? Nhồi lên này. Nhồi lên này. SKS. Bạn thích đấu với ca ư? Đấy là một điều sai lầm. Chúc mừng bạn vì bạn đã nhận được một viên ca vào đầu. Ai phun nước cái đã. Ngồi một chỗ khá là buồn chán nên mình sẽ đi kiếm người để bắn nhau nha. Tại vì cái chỗ này mình clear hết rồi. Chả còn ai ở cái khu vực này. Ơ, không nhìn nữa đi. Đâu rồi, khuất rồi. Ây da, từ từ bạn ơi. Để mình ăn cái thằng ở trên đã. Ok. Cái định mệnh thằng này thú tính vậy. Ui, vãi. Mới nhìn thấy nó một giây thôi ạ. Ăn ngay một viên vào đầu. Cái định mệnh. Căng nha. Bắn xiên đi chân luôn. Ok, bạn là nhất rồi. Cứ cho nó là nhất đi. Này thì đẩy với chúng tôi này. Nghĩ gì vậy? Bạn tưởng bạn là nhất thật á? Vô lý. Ok, mình sẽ quay lại đổi cái mũ 3. Mũ này hư rồi. Còn 50 giây. Chắc là sẽ đủ thời gian.
Sai lầm lớn rồi anh em ạ. Mình ở ngoài bo và con đường duy nhất chính là con đường mà thằng kia vừa bị mình bắn. Chắc chắn là nó biết mình ở đây, tại vì spam khá nhiều. Bây giờ đi qua trái thì không bao giờ được, tại vì có người. Và con đường đấy sẽ xa hơn. Không biết nó nằm ở đâu. Thấy mẹ rồi. Chắc phải liều mạng chạy vào bo thôi. Tại vì bên chỗ nó cũng ngoài bo, mình nghĩ nó cũng phải di chuyển vào bo sớm thôi. Ba mươi giây phải di chuyển thôi. Ui cái định mệnh, làm gì căng vậy? Hai em, no, please, don't kill me. Thằng nào bắn tao làm chó, thằng nào bắn tao làm chó, thằng nào bắn tao làm chó. Vâng, có vẻ như là các bạn ấy không muốn làm chó rồi. Cảm ơn các bạn nha. Chạy đi, hãy chạy đi. Hãy di chuyển vào bo đi. Đừng ai nhìn thấy mình. Có thằng dưới chân này. Nhìn cái gì? Ok. Còn hai người nữa. Cái éo gì vậy? Một người chết vì bo. Các bạn ấy sợ quá không dám vào bo đây mà. Không biết thằng cuối nằm đâu ấy nhỉ. Bo đến ngay trước mặt. Thế là mình phải đẩy lên cái gốc đá rồi. Có khi nào nó ở ngay trên gốc đá không ta? Một là ở trên gốc đá, hai là ở bên này. À, thấy rồi. Làm gì căng vậy? Ui, không chết kìa. Này thì trâu. Ok, top 1 rồi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.